chào mọi người nha. Hôm nay Cảnh có đi siêu thị mua được hai cái bịch bò mọi người. Đây bịch bò gì đây biết nữa. Bịch bò nạc. Đây mọi người. Nạc dai. Nạc dai bò Úc xào. Đây mình đây Cảnh sẽ lấy bịch bò này Cảnh sẽ quấn với nấm kim châm mọi người. Đây kim châm. Bây giờ Cảnh ngâm Cảnh xả đông cho nó già. Cảnh đi quấn rồi cái bịch này ăn bữa nay mọi người ơi. Bịch chỉ 300g, 300g có 77.000 cũng được chứ bộ. Bữa nay nó chưa xả đông hết ngắt à, phải có đợi chút xíu nữa mới quấn được mọi người. Thịt nạc thôi mọi người, nạc này nạc là bò Úc mọi người. Đã bò ngay cái dài của nó. Bán một heo dày 300g là 77.000 mấy trăm đồng mọi người. Giờ lọt vô từng miếng vậy nè. Để lát mình quấn cho nó dễ. Đó mọi người thấy miếng thịt bò không? Nó sắc một tháng rồi, có con mèo nó dính. Yeah, bậy à, có tao à. Xong mọi người ơi. Bây giờ Cảnh giữa đồ chuẩn bị cái bò rồi, nãy giờ mình xả đông dưới á. Lại mấy cái nấm kim châm mình ngâm mình để đắt mình giữa trong thời gian mình chờ cho nó xả đông ra ra đây mình nhúng than nha mọi người. Hôm nay Cảnh trời mưa quá làm trên trước nhà luôn mọi người. Đây quá tối qua mưa lớn lắm mọi người, cái củ nó khô nó ướt hết luôn nên không có nhúng nó lựa củi mà khô được. Đây mình phải mua than về thôi đó, rồi mấy cục than chất lượng mình nướng có cò bị nhúng nó nhanh bắt hơn. Lên là xong hết đó, cho mà vô luôn. Còn cái này con bỏ ra cái Cảnh ướp thịt với một cái hũ sốt ướp thịt nướng mọi người. Cái này là mình vừa có cần nêm nếm mà ướp chưa không, cái mình trộn đều lên là mình quấn rồi mình nướng rồi nhanh gọn lẹ luôn rồi. Giờ cũng như xưa rồi, mình nêm nếm các gia vị này nó có sẵn hết, chỉ cần ra siêu thị mua là có mọi người. Cái này nó cứng lắm nè đó, chế vô luôn rồi chế ra này chắc xài chắc 1/3 này thôi chứ miếng bò này sử dụng cho 1 ký thịt bò này. Rồi nghe đây, rồi cái này đủ vốn nè, cái này là nó có màu sẵn rồi mọi người, nướng rồi nó màu đẹp lắm. Rồi, cái này để dành mốt mình mua thịt thì mình nướng cái khác, mình làm món khác mình nướng. Đây nướng ăn là bá cháy rồi đó. Cái bò này nó không có dai mọi người, mềm. Đó, đây là những lên màu nữa chưa. Than nãy giờ mà nhúm nó cũng lên nè, có than luôn nè. Rồi để trong chồng khoảng 5-10 phút là mình quấn được rồi nó thấm luôn. Đây cái bò này nó chắc cũng mỏng quá. Cho đó khoảng 50 phút mình bắt đầu mình quấn mọi người. Kim châm thì để đây, kim châm mình để cho nó ráo nước đây mọi người. Mình để vô đó, quấn nó tròn lại. Đây quấn tròn vậy mọi người, nướng rồi thầy luôn. Mình để qua đây bên mình bóc cái miếng thứ hai. Thank you.
bánh kem chăm ít hơn thịt bò rồi. Còn miếng đắt miếng thịt bò không ăn thử rồi, còn đâu có vị gì rồi. Còn có miếng kem chăm mà chia ra gắn hết luôn rồi. Cái này ít kem chăm hơn đi, thịt bò nhiều hơn đi, ăn cho lát có vị đã nhé. Cái vị kem chăm đã nhé, gian không ngán lắm ạ. Rồi nó giờ cảnh quấn thời gian rồi nè, xong hết rồi mọi người, giờ cảnh chỉ cần để lên bếp than đây, cảnh nướng thôi mọi người. Đây mình mọi người nhìn cái cảnh quấn nấm kem chăm nhìn có đã không, đẹp không, chất lượng mọi người, thịt bò hơi nạc hơi bao nhiêu á. Rồi giờ cảnh để lên lửa than cảnh nướng nha. Đó, có cái thịt bò nhiều hơn kem chăm, lần này cảnh mua kem chăm ít hơn không mọi người. Cái này bò này chín lẹ mà. Đó, quá hấp dẫn, nhìn cũng hơi bắt mắt chút xíu mọi người ha, đẹp đẹp chứ bộ. Đỏ đỏ trắng trắng có kim châm rồi. Cái này có hơi nóng rồi, nó chín rồi. Sô sô lấy cậu cái dĩa đi, sô sô cái dĩa, cái dĩa này phải chảo để nó dính mọi người. Lần nãy mình không có cho chút đồ ăn, quên cho chút đồ ăn nó hơi bị dính chút xíu. Công nhận chiếc này thơm ghê á. Đây mình ăn với nước tương còn ớt. Nước tương với ớt không mọi người. Gì? Gì mà gâu gâu? Tôi ăn cũng gâu gâu luôn nè. Rồi. Nè mọi người ơi, đứa được một dĩa rồi đó mọi người. Và cả năng này trước nha, cái này ra để nó chín là vừa. Có gì để đất ăn luôn hả? Thôi mình có gì dứt nấy luôn đi. Chơi dân giả luôn, chơi dưới đất luôn, ngồi đây xử luôn đi. Rồi, xô ăn được nè, à, xô ăn miếng nhỏ đi. Nếu tôi hơi cay cay với xô ơi, xô ăn không ha. Rồi tôi sẽ gắp miếng đó. Ừ, mời mọi người đi. Đó, mời mọi người nha. Mọi người ra nhìn camera, mời mọi người ơi. Ủa rồi mắc cỡ. Người ăn thịt bò quấn kim châm nha mọi người. Đây cả năng với nước tương tương ớt thôi. Đây mời cả mọi người nha. À. Ngọt quá, bò ngọt quá. Hơi dai, mềm nhưng mà dai. Cái dai này có mấy cọng gân, gân bò hơi dai. Ừ, ngon mà bò này ngọt ngon. Cái này kim châm nó dai nước ngọt á. Khó quá trời. Ăn vô cái bò nó dai ngọt ngọt. Cái này kim châm nó sực sực, đã ghê. Chị ăn kim châm cháo rồi à, thịt bò sao hả? Chú ăn kim châm, nắm kim châm không? Đi quên chở đất nó khác cái này hết. Dạ xuống ăn đi. Đây mọi người, đây còn mấy cuốn cảnh nướng sắp xong rồi nè. Giờ cảnh ăn làm quán thứ hai thôi. Ngon quá à, chịu không nổi. Ăn vô là đã ghiền luôn mọi người. Thiệt mọi người, làm món này thử đi, ngon lắm. Đây mà tất cả mọi người nha. Đây cháo chỉ miếng nước tương thôi, ăn yếu tương cũng ngon nè mọi người.
Đây mời tất cả mọi người ăn với cảnh nha, một miếng bò quán kim châu nữa nha. Ăn vô mà nó không được lời quá, đúng không? Ăn vô một quấn là đầy miệng luôn. Làm thêm miếng ớt à, trắng cay cay nữa, ngọt ngọt cay cay, ngon. Rồi cái này chín rồi nè, qua đây xuống đi đó, cái này vừa đó, bò chín quá nó dài. Bá cháy rồi mọi người. Đây mình ăn có ăn xô với nhum mọi người. Xô chậu rồi ai? Ngon ngon không sao? Không. Ngon phải không? Béo. Cái bò này ngọt thiệt chứ bộ. Bò này ngọt không bộ mình. Đã rồi. Làm hai quán hả? Ba quán rồi chứ. Chú ăn cái xô không biết ăn nắng kim châm hay sao? Biết ăn nắng kim châm không? Ăn thử nắng kim châm coi, chắc nó dai xuống ăn được đâu. Ăn thử miếng bò không này coi, ăn miếng bò không này coi mọi người. Mình nướng cái bò về vừa nè, để khô quá là không ngon rồi, nó mất chất ngọt hết. Mọi người ăn gần hết rồi mọi người ơi. Đây mọi người, còn 4 cuốn nữa. Rồi ăn bây giờ no luôn mọi người. 3 người ăn với cơ đơ men đó là 4 người. Giữa tùm lum luôn. Ăn no luôn. Thôi chắc làm quán này nữa. Chào tạm biệt mọi người mọi người. Dạ, dạ người làm quán này còn 4 quán người quán đó. Đây, mời tất cả mọi người đó nha. Má nồ quá. Thiệt. Ừ. Yeah. Quá phê luôn mọi người, ăn vô giờ đã quá đã. Trời đất ơi. Vô quá. Vô lại miệng nó hết nhỏ luôn. Một miếng ớt. Cay. Cái cay ngọt ngọt. Ngon. Chú ăn nấm hay để cậu ăn nấm vậy? Còn một cuối cùng. Nấm này giòn giòn ngon quá. Nhai kỹ thì nuốt con không? Chừng dai á. Thôi mọi người ơi, tiếp của cảnh tới đây cũng xin tạm dừng mọi người. Mọi người xem video của cảnh này có hay thì nhớ cho cảnh một cái đăng ký kênh, nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nha mọi người. Thôi cảnh này chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.